Bác bánh này bao tiền à? Cháu xin. Hôm nọ bố anh lôi anh xong bị ngã xuống. Đây, đầu đây 10.000, nó đầu 5.000 và 5.000 nó đưa tiền đây. Em vào nhà đi. Đánh ngay xuống. Nhìn động. Chắc chín rồi đấy. Sao ăn cơm đi. Đi lấy cái dao kia anh hộ chặt ra. Bong. Không xong rồi đấy. Lấy gạo vào nhé. Lấy gạo đi. Thank you.
em đổ vào trong khu này nhé. Bác bánh này bao tiền à? 10.000. 10.000 à? Đâu làm bố anh lôi anh xong bị ngã xuống. Gì kêu vào quán thuốc nhỉ? Em nói với anh chị ta. Cả nãy đây, cả buồng này có 50.000 thôi. Cả buồng này thấy điều kiện nhà cháu khó khăn quá, bác bán 50.000 thôi. Dạ thôi, và cháu cứ lấy đi. Đấy, cháu cứ lấy đi. Thế bao nhiêu là lấy? 50.000 cả buồng ấy. Bán rẻ đâu mà, điều kiện khó khăn, nhà cháu nghèo nữa thì thấy thương quá. Lấy đi,
Thôi à, cháu không lấy hết thì lấy bán lấy 30.000 thôi. Tại ngọn cháu bé quá nên là không lấy nhiều bác ạ. Không, không ép rồi mà, tự nhiên thôi mà. Điều kiện khó khăn nữa bán lấy 30.000 thôi. Sao? Cá đó. Bác cảm ơn nhé.
để nâng lên được không? Thì bác giúp, đang có bầu nữa thì không thể bác nặng được đâu. Để giữ gìn sức khỏe nhá. Hôm nào là có mấy buồng nữa, hôm nào lại sang lấy nhá. Thank you.
Thank you.
ơi. Năm nghìn một túi cháu ạ. Đấy, có một túi rồi. Tôi lấy một túi cho mẹ uống, nó còn cho cái đậu này bao tiền cân ạ? À, 5.000 một cân. Đây bao nhiêu? Đây mình đây tổng 15.000. Đây đầu đây 10.000, nước đầu 5.000, 15.000 đâu đưa tiền đây. Mấy vừa thấy đưa tiền xong lại lấy đút vào à? 20.000 đây chưa? Nhà cô có gạo không ạ? Có, lấy bao nhiêu? Cháu 10.000. À, thế 10.000 đây là hết nha. Đây đi vào đây. Bố này chắc em ấy vui lắm. Bố đậu này chắc em ấy uống chắc ngon. Bố con chắc thành có gà. Mưa rồi không đen, mình lấy về chưa nhỉ? Lo quá.
dưới củi đó. Em về rồi. Em vào nhà đi. Trời mưa. Gì đấy? Anh đang chặt củi nấu cơm. Em vào đi. Em cắt đầu đi. Mang cái không bị đâu. Ở đâu mà không bị ướt người? Thì em thấy là lúc em đi về trời mưa to, em gặp nhà họ chú. Hôm nay anh đi làm có trúng mưa không? Có, lúc anh làm trời đang mưa anh lo lắm. Sợ em bị ướt người. Hôm nay thì em về nhưng không chắc em cũng trúng đợt mưa này rồi đấy. Anh có ăn không? Dạ, anh có không thức khỏe. Đến như giờ chào nhé. Vâng ạ. Để chào đây, sao là kịp? Đợi chứ nếu mà là mình bắt đi. Em cứ để vung ra ngoài đi. Kẹp xuống. Em cầm đứa rồi. Cầm cho khô rồi nè. Được chưa? Để anh lấy xuống à. Anh vừa đi rửa răng rồi. Anh sắp xong rồi. Nóng lắm đấy. Vâng ạ. Em bị sợ bẩn lắm. Vâng. Sấm rồi. Chị trời có mưa to không nhỉ? Đi. Đi nhỉ, đi. Anh cứ tí bụi đây hả? Đậu đây. Nhìn động quá nhỉ? Ừ. Vâng ạ. Cầm rút chín ngay nào. Chuẩn bị ấy, để anh dán đậu ra. Đây, anh lên tủ ăn. Đưa đây, dưới ra.
Mình cháy to rồi. Cho ít muối vào nhỉ. Nó bị cứng rồi. Đầu vàng lên không nhỉ? Vâng. Nhìn đậu ngon này. Em nay chợ về mệt lắm không? Nay mưa to lắm ấy. Chuối chưa chuối à? Chuối à? Anh đám xong rồi gắn thêm quả trứng ấy nhỉ? Hôm nay em đi chợ về em mua được. Mua hai quả trứng đấy à? Vâng. Để anh gắn trứng đấy nhé. Quả trứng ấy hả? Vâng ạ. Để em lấy chuối cho anh nhé. Yeah. Hôm nay bán chuối thì em còn để dư mấy quả để mình ăn đấy. Bán chín xong. Ừ. Cầm lên nhà chứ anh đi ra. Rồi. Chả lên. Này nóng quá nghỉ xuống rồi. Tôi đi ra đi. Bỏ cái nha. Em cầm đuối chưa? Rồi ạ. Cầm đi. Để em lấy được cơm ạ. Em lấy cho. Không phải để em lấy cho. Em lấy được cơm nhé. Chuối ngon đấy. Anh ngon đi. Thơm lắm. Vâng. Chuối này nó chín trên cây đấy ạ. Chuối chín trên cây à? Vâng. Chuối ngon. Vâng. Dưới đây em nhé. Vâng.
chạy ra ngoài hết rồi. Ra đây. Em xin. Anh uống đi. Không, anh uống, anh để dành cho em. Em uống. Em xin nhé. Sao anh cơm đi. Sướng hơn lắm anh ạ. Anh ăn đi. Mày lại về đây à? Ừ? Tao không nói tao đuổi mày đi, mày lại dẫn trai mày về tiếp à? Để trong cái anh ơi. Cút ngay, tại đi thằng thằng khác à? Mày con gái hư hỏng thế à? Mất dạy thế à? Cút. Cái này rồi. Ôi bác. Bác cái gì? Cút ngay. Ừ, sao đây? Để anh đi chăm chó cho bác. Em đi rửa bát. Cái này cất đi nhỉ? Anh cất đi. Đâu? Con chó nó ăn nhớ mình ạ. Cho nó hít đậu đi, cả đậu. Nó đói mấy hôm nay nó không ăn được. Cho nó cả đậu. Đưa đi đưa đi. Băng. Xong chợ bán lấy tiền, mai cũng đi làm phụ hồ cho vợ đã.